Xin kính chào tất cả các em học sinh tiểu học thân yêu đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách làm bài tập cuối tuần toán năm tuần 20, các em đồng ý không nào? Hôm nay với chủ đề diện tích hình tròn, biểu đồ hình quạt ở tuần 20 các em ạ. Hãy xác định mục tiêu cần đạt trong phiếu bài tập lần này nhé. Trong phiếu bài tập lần này thì các em củng cố về quy tắc và công thức, cách tính chu vi và diện tích hình tròn. Các em củng cố về biểu đồ hình quạt, cách đọc biểu đồ hình quạt và ý nghĩa biểu đồ hình quạt. Củng cố về cách tính chu vi của hình tròn vận dụng để giải toán thực tế. Và có 8 bài tập với 4 mức độ cần làm. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng bài một nhé. Bài đầu tiên, bài 1, tính đường kính của hình tròn có chu vi là 14,13 cm. Vậy, muốn tính đường kính hình tròn, biết chu vi ta làm thế nào? Muốn tính đường kính hình tròn khi biết chu vi thì ta chỉ việc lấy chu vi chia cho 3,14. Vậy có chu vi rồi thì ta có đường kính hình tròn, ta lấy 14,13, ta chia cho 3,14 thì bằng 4,5 cm. Và ta có câu A đáp số 4,5 cm. Câu A đã làm xong rồi, thầy cùng em sang câu B. Vậy câu B yêu cầu tính bán kính của hình tròn có chu vi là 18,84 dm. Vậy muốn tính bán kính của hình tròn khi biết chu vi ta làm thế nào? Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi, ta lấy chu vi chia 2 rồi chia 3,14. Và ta có lời giải bán kính hình tròn là ta lấy 18,84 chia 2 chia 3,14 bằng 3 dm. Đáp số 3 dm. Thầy cùng các em chuyển sang bài số 2. Bài 2 yêu cầu tính diện tích hình tròn có bán kính là với R bằng 4 cm. Nếu R bằng 4 cm thì diện tích hình tròn là A là ta chỉ việc lấy 4 x 4 x 3,14 bằng 50,24 cm². Ta có đáp số 50,24 cm². Với câu B, người ta đã cho biết R bằng 2,5 dm. Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào? Muốn tìm diện tích hình tròn B ta sẽ làm như sau. Ta lấy 2,5 nhân với 2,5 rồi nhân với 3,14, tức là lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân 3,4 bằng 19,625 dm². Đáp số 19,625 dm². Qua bài tập 2 này, vậy muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào? Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Và ta có công thức SC bằng R nhân R nhân 3,14. Bài tập số 2 đã củng cố cho các em cách tính diện tích hình tròn. Thầy cùng em chuyển sang bài 3. Bài 3 trắc nghiệm, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích hình tròn có đường kính là 3,4 cm là yêu cầu tìm diện tích mà khi biết đường kính. Vậy ta có SC bằng R nhân với R nhân với 3,14. Vậy biết muốn tính được diện tích thì ta phải đi tìm được bán kính. Mà khi biết đường kính bằng 3,4 cm rồi thì ta có tìm được bán kính không? Bán kính bằng nửa đường kính. Vậy ta có cách này như sau. Bán kính của hình tròn là ta chỉ việc lấy đường kính chia 2 thì sẽ ra bán kính. Sau đó ta lấy bán kính phải tính được là 1,7. Ta nhân với 1,7 rồi nhân 3,4 bằng 9,0746 cm². Và ta có đáp số 9,0746 cm². Với 4 đáp án này thì đáp án C là đáp án đúng của chúng ta. Vậy bài 3, chúng ta đã tính được diện tích hình tròn khi biết đường kính thông qua bài trắc nghiệm. Sang bài 4. Bài 4 có nội dung lời văn như sau. Một mặt bàn hình tròn có bán kính là 3/4 m, tính diện tích của mặt bàn đó. Với bài mà có ở dạng phân số này thì các em phải chuyển cái phân số này thành số tự nhiên hoặc số thập phân. Các bạn biết rằng là 3/4 chính bằng 0,75 m. Các bạn có thể nhiều hiểu. Một là các bạn nhớ, hai các bạn lấy 3 chia 4 bằng 0,75 m. Sau đó có tính được ngay diện tích của cái bàn hình tròn đó là các bạn chỉ việc lấy 0,75 nhân 0,75 nhân với 3,14 thì bằng 1,76,000 bằng 1,76,625 m². Và ta có đáp số 1,76,625 m². Bài toán 4 đã làm xong. Thầy cùng em chuyển sang bài số 5.
Thông qua bài 4 này thì chúng ta củng cố về công thức SC bằng R nhân 3,14. Và chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 5. Bài 5 bài tập trắc nghiệm, bài về biểu đồ hiệu quả. Đúng ghi D, sai ghi SC. Kết quả học tập của 240 học sinh khối 5 ở một trường tiểu học được cho trên biểu đồ hiệu quả. Như ở bên, không có học sinh yếu kém. A. Số học sinh đoạt loại giỏi là 96 học sinh. Số học sinh đoạt loại khá là 180 học sinh. Số học sinh đoạt loại trung bình là 36 học sinh. Yêu cầu có 3 ô vuông hiện tượng của bạn nào. Vậy các em coi cả cái lớp này, cả cái khối năm này là 240 học sinh. Đấy, 240 học sinh thì gồm có khá 45%, giỏi 40% và trung bình 15%. Vậy đã cho biết biểu đồ hiệu quả rồi. Vậy ta tính xem từng lượng học sinh của từng loại một là bao nhiêu và ta xem bên này đúng hay sai và ta có cách nào như sau. Thực ra bài này chính là bài tỷ số phần trăm giảm 2. Cách nào? Đầu tiên, số học sinh giỏi được tính là học sinh giỏi các bạn thấy bằng 40% thì mà cả bằng 240. Vậy 40% thì bằng bao nhiêu? Ta tìm 40% của 240, ta lấy 240 chia 100 nhân 40 bằng 96 học sinh. Vậy ở đây số học sinh đoạt giải giỏi 96 học sinh để đáp án đúng. Tính tiếp, số học sinh khá là ta lấy 240 chia 100 nhân 45 bằng 108 học sinh. Vậy 108 học sinh mà ở đây là số học sinh khá đạt có là 180 học sinh. Đây là nhận định sai, vậy là điền SC. Tiếp tục, ta tính số học sinh trung bình của trường đó là của khối năm trường đó là ta lấy 240 chia 100 được thành giá trị 1% nhân với 15 thì bằng 36 học sinh. Và ở đây số học sinh đạt loại trung bình là 36 học sinh để nhận định đúng. Vậy chúng ta có kết quả là D, SC, D và đúng, sai, đúng. Bài tập số 5 đã giúp các em cách hiểu đúng của biểu đồ hiệu quả, cách tính đọc biểu đồ hiệu quả, tính các số liệu ở trong biểu đồ hiệu quả. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 6. Bài 6 có nội dung như sau. Một bánh xe có bán kính là 0,26m. Hỏi bánh xe đó lăn trên mặt đất 500 vòng thì nó đi được bao nhiêu mét? Các bạn nhìn đây là cái bánh xe đạp này, đúng không? Cái bánh xe đạp thì một vòng chính là cái chu vi, một vòng quay của nó là một chính là cái chu vi của bánh xe. Thế thì người ta đã cho biết rằng bán kính tức là từ đây đến đây bằng 0,26m. Vậy chúng ta phải tìm xem cái bánh xe này đi được 500 vòng thì nó đi được bao nhiêu mét. Muốn tìm được đi được 500 vòng đi được bao nhiêu mét thì chúng ta phải biết được là một vòng nó đi được bao nhiêu mét. Sau đó là lấy một vòng ta nhân với 500 vòng thì sẽ ra quãng đường đi của 500 vòng. Một vòng xe chính là chu vi của bánh xe. Vậy em nhớ công thức, muốn tìm chu vi của hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14. Mà bán kính biết rồi, bán kính chính bằng 0,26m. Vậy ta có lời giải thứ nhất, chu vi của bánh xe là hay là một vòng quay bánh xe là cũng được. Các bạn lấy 0,26, các bạn nhân với 2, các bạn nhân 3,14 bằng 1,6328m. Khi biết một vòng quay bằng 1,6328m thì 500 vòng quay, tức là khi bánh xe đó lăn trên mặt đất 500 vòng thì đi được là các bạn chỉ việc lấy một vòng quay, các bạn nhân với 500 thì bằng 816,4m. Và ta có đáp số 816,4m. Bài tập số 6 thầy vừa hướng dẫn xong, thầy cùng các em chuyển sang bài số 7. Bài số 7 như sau. Một mặt bàn hình tròn có chu vi là 471m, tính diện tích mặt bàn đó. Vậy đây nè, người ta cho biết cái chu vi này, cái đã được bao quanh của mặt bàn hình tròn này bằng là 4,71m. Và yêu cầu các em tính diện tích mặt bàn. Vậy muốn tìm diện, ta phải sửa công thức SC bằng R nhân 3,14, tức là bán kính nhân bán kính nhân 3,14, tức là ta phải tìm bán kính. Mà bài này chỉ cho biết chu vi hình tròn thôi. Vậy ta phải tìm bán kính được không? Tìm được. Vậy muốn tìm bán kính khi với chu vi, ta áp dụng công thức như các lần trước. Ta lấy chu vi chia cho 2 rồi chia 3,14. Khi tìm bán kính được rồi thì áp dụng công thức tính diện tích hình tròn, ta tính được ngay mặt bàn có diện tích được bao nhiêu. Vậy bài toán này ta sẽ giải như sau.
Bán kính của hình tròn đó là các em chỉ việc lấy 4,71, các em chia cho 2, rồi chia cho 3,14 bằng 0,75 m. Sau đó các em tìm diện tích của hình tròn, các em chỉ việc lấy 0,75 nhân 0,75 nhân 3,4 bằng 1,76.625 m², và đáp số 1,76.625 m². Bài tập 7 các em đã làm xong. Thầy cùng các em chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập số 8. Mảnh đất vườn trường hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 18 m. Người ta đào ao hình tròn bán kính 5 m ở giữa vườn trường như hình vẽ đây. Phần đất còn lại để trồng hoa, tính diện tích phần đất trồng hoa của trường đó. Vậy bài toán này đã cho biết gì? Bài toán này cho biết như sau. Thứ nhất là vườn hình chữ nhật cho biết chiều dài 25 m, chiều rộng 18 m, và ở giữa người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính là 5 m. Thì người ta hỏi cái phần đất còn lại để trồng hoa, vậy muốn tìm diện tích phần đất trồng hoa là bằng bao nhiêu mét vuông. Thế cả lớp thấy rằng là để đây bài toán này giải được thì các em biết đây là cách giải bài toán về cắt ghép hình. Tức là muốn tìm diện tích phần màu xanh này thì ta chỉ việc lấy diện tích cả miếng lớn trừ đi diện tích của cái vòng tròn này thì sẽ ra cái diện tích màu xanh. Hay nói khác là ta chỉ việc lấy diện tích của cả mảnh đất hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn của cái ao thì sẽ ra diện tích phần đất còn lại để trồng hoa. Vậy ta có tìm một diện tích hình tròn không? Có, biết rồi, dài biết rồi, rộng biết rồi. Ta có tìm diện tích của cái ao hình tròn không? Có, biết bán kính rồi, đã thống nhất được với nhau rồi. Vậy ta có tìm được diện tích phần đất trồng hoa không? Có, ta chỉ việc lấy diện tích của hình tròn. Ta chỉ việc lấy diện tích hình chữ nhật, ta trừ diện tích hình tròn sẽ ra diện tích phần còn lại. Vậy ta có diện tích mình vườn hình chữ nhật là các bạn dài nhân rộng thì bằng 450 m². Sau đó các bạn tìm diện tích cái ao hình tròn là các bạn chỉ việc lấy bán kính nhân 3,4 bằng 78,5 m². Sau đó các bạn tìm diện tích phần đất trồng hoa còn lại, lấy diện tích hình tròn, lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn bằng 371,5 m², và đáp số 371,5 m². Các em ạ, 8 bài tập của bài tập cuối tuần toán 5 tuần 20 ôn về diện tích hình tròn, chu vi hình tròn đã hoàn thành. Thầy mong các em hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giải bài tập cuối tuần toán 5 đầy đủ nhất. Và các em hãy nhớ xem tiếp bài giảng của thầy. Các em đừng quên đăng ký làm thành viên và nhận những bài giảng tiếp theo tiếng Anh, văn và toán trên mạng cùng thầy. Thầy mong các em hãy nhấn like và nhấn share, comment để chia sẻ bài cùng thầy, giúp thầy, giúp các bạn học tốt các môn học trên mạng. Các em đồng ý không nào? Thầy tin rằng các em đồng đã làm được điều này. Và cuối cùng, thầy xin chúc các em có bài học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.